hai mẫu xe VinFast nếu được sản xuất sẽ có mức giá bao nhiêu? Hành trình hiện thực hóa giấc mơ ô tô thương hiệu Việt của Vingroup đã đi được nửa chặng đường. Những hình ảnh hé lộ về kiểu dáng ấn tượng của hai mẫu xe VinFast đã khiến không ít người tiêu dùng Việt cảm thấy thích thú, không giấu nổi sự hào hứng chờ đợi sự xuất hiện chính thức của hai mẫu xe này trên thị trường. Với tin tức VinFast sẽ chỉnh làng hai mẫu thiết kế tại triển lãm ô tô Paris Motor Show vào tháng 10 năm 2018 và tại Việt Nam tháng 12 năm 2018, rất nhiều người cùng hồi hộp chờ đón mức giá sẽ được nhà sản xuất công bố. Đây là nhân tố vô cùng quan trọng quyết định đến sự lựa chọn của khách hàng đối với những chiếc ô tô thương hiệu Việt. Dự kiến xe ô tô VinFast sẽ chen chân vào phân khúc xe hạng D, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Toyota Camry, Honda Accord, Nissan Tena, Hyundai Sonata, Mazda 6 hay Kia Optima. Trong số này, chiếc Mazda 6 2.0 được xem là có giá mềm nhất khi đang được chào đón tại các đại lý là 819 triệu, chưa bao gồm phí trước bạ. Tuy nhiên, với việc VinFast hợp tác với nhiều đối tác đến từ châu Âu, từ những thiết kế tinh tế của Italy cho đến các hãng kỹ thuật hàng đầu của người Đức, Siemens, Bosch và đặc biệt là BMW, đang làm cho người tiêu dùng có nhận định chung rằng giá xe của VinFast sẽ không hề rẻ như kỳ vọng. Theo một bình chọn của trang thông tin bitline.vn, tính đến ngày 24 tháng 1 năm 2018 thì xe ô tô VinFast sẽ có khoảng giá từ 500 đến 800 triệu đồng, 28% ý kiến dự đoán, 800 đến 1,2 tỷ đồng, 23% ý kiến dự đoán, từ 1,2 đến 1,6 tỷ, chiếm 17 số người tham gia. Có thể thấy tình yêu vào ô tô VinFast của người tiêu dùng Việt rất lớn nên mức giá kỳ vọng gửi đến nhà sản xuất này lại chỉ tương đương với xe bình dân hoặc trên một chút. Nhưng kỳ vọng này liệu có trở thành hiện thực? Câu trả lời có lẽ chỉ có thể thấy sau khi người ta có thể tận tay chạm vào một chiếc xe VinFast ngoài thực tế. Và nếu như nhìn vào thiết kế của mẫu xe VinFast, người ta đều thấy rõ vẻ hiện đại và sang trọng, cũng không loại trừ khả năng xe VinFast nằm ở phân khúc phía trên lớp Toyota Camry hay Mazda 6 dưới BMW Serie 5, Mercedes-Benz E-Class và Audi A6 với mức giá xấp xỉ khoảng 1 đến 2 tỷ Việt Nam đồng. Theo thể thao 247.vn.